Câu lạc bộ Super B MDAT Quảng Nam 1 là gì? Câu lạc bộ Super B MDAT Quảng Nam 1 là gì? Câu lạc bộ Super B MDAT Quảng Nam 1 là gì? Là luôn giữ nét văn hóa giá trị, năng động, tư trẻ, gắn kết, là tiên phong trong tác phong làm việc, có kế hoạch rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, có sổ tay quản lý hoạt động. Là nơi truyền lửa cho nhau, vì không gì là không thể, bởi vì mình có quyết tâm thì mình sẽ làm nên tất cả. Là nơi mình cùng động viên thúc đẩy tinh thần cho nhau trong những lúc vui buồn. Là nơi mình hay hộp nhóm, chia sẻ khó khăn, thách thức cũng như dư vị của sự chiến thắng. Là vườn ươm những mục tiêu quyết thắng, chứ tổ năm nó những kế hoạch bứt phá bằng đạt cho những chiến thắng thần sầu, không chỉ do mỗi cá nhân mà là của cả một tập thể. Nơi mà khi nhắc đến chúng ta sẽ tự hào rằng nơi đây nhỏ nhưng có võ. Vì khi trở thành thành viên trong câu lạc bộ Super BMBAT, mình không chỉ hoạt động trong một nhóm mà còn chiến đấu vì mục tiêu của cả tổ chức. Mọi người noi gương nhau, dìu dắt nhau cùng đạt hiệu quả công việc cao nhất. Không một ai bị bỏ lại phía sau khi luôn được hỗ trợ, động viên, thúc đẩy không ngừng để cùng nhau tiến về đích MDAT danh giá. Quảng Nam 1 nhỏ nhưng có võ, thật sự đã trở thành một câu nói thương hiệu dành cho RI Quảng Nam 1 nói chung và câu lạc bộ Super B MDAT nói riêng. Với tinh thần thượng võ, mỗi thành viên câu lạc bộ siêu âm luôn giữ cho mình chính trực, nhiệt huyết và lòng quyết tâm chinh phục mọi mục tiêu. Là lịch sử đã được viết nên trong 2 năm qua và đã sẵn sàng mở ra một chân trời mới, một giới hạn mới. Là những gì chúng tôi đã cùng nhau gầy dựng. Là những gì chúng tôi sẽ cùng nhau bứt phá tiếp. Vậy câu lạc bộ Super B MDAT Quảng Nam 1 là gì? Năng động, nhiệt huyết, gắn kết, nói được làm được. Quảng Nam 1 nhỏ mà có võ.